Hello, xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả anh em hay cơ. Nay mình xin giới thiệu anh em mẫu mũ HTC, mẫu full face, Ray-Ban IF1C. Đây là mẫu full face. Cái form dáng của nó hơi cổ điển một chút, phù hợp anh em mình đi đi xe hàng ngày bình thường hoặc là xe cà phê laser, cruiser kiểu màu màu nó là màu bạc. Mình còn duy nhất một chiếc mũ này size M nên anh em nào yêu thích thì có thể liên hệ qua bếp hoặc là số hotline. Anh em mình ở gần thì có thể qua trực tiếp shop mình xem mua. Anh em nào ở xa thì liên hệ bên mình sẽ gửi hàng ship toàn quốc ạ. Mũ full face một kính. Mũ có phần cái chắn phần cái này là chụp mũi. Chụp mũi nó sẽ cản hơi cái cản hơi thở của mình khi mà mùa lạnh ấy. Cái hơi thở mình nó sẽ làm mờ kính. Thì cái chụp mũi này có tác dụng là cho sẽ giảm bớt cái phần hờ hơi đấy. Cái khóa khóa của nó là khóa chữ D. Đấy. Khóa D. Kiểu khóa rất là chắc chắn ạ. Nghe mình thấy lớp mút xốp của nó. Còn duy nhất một chiếc size M ấy thôi nên anh em nào mình đội size M thì anh em mình liên hệ đặt hàng bên mình ship toàn quốc. Địa chỉ cửa hàng là 224 đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội. Cảm ơn anh em mình đã xem video. Anh em mình xem video, chia sẻ video giúp mình. Bye bye, tạm biệt anh em.